Đây cái súng Mỹ này. Quả súng Mỹ bắt đầu ra đấy. Trong này có vẻ lên khá là tốt, tươi nhanh. Đây cái móc mật. Sake này. Đây là dàn bầu. Dàn bầu, dàn mướp. Rồi thì hoa sao nhái. Dưa chuột. Các loại này. Đấy, bầu này. Đủ cỡ. Bí bơ à, mướp tròn. Mướp đắng. Mướp quá độ. Khế ngọt này. Đây chúng ta có ổi. Ổi lê. Vẫn là ổi lê. Kìa, vú sữa hoàng kim đang ra quả rồi. Ra hoa chính xác hơn. Cái này có mía này, thanh long này, mít này, dừa. Cho nhà kính thì đang trồng.